Stephanie Meyer được biết đến với vai trò là mẹ đẻ của bộ tiểu thuyết kinh điển Chàng Vạn, từng làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng của thời báo New York ở danh mục tác phẩm dành cho thanh thiếu niên. Chỉ với một bộ tiểu thuyết được lấy ý tưởng từ giấc mơ, thì Meyer từ một bà nội trợ vô danh đã trở thành một hiện tượng của văn học Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, bà cũng gặp phải không ít những bê bối liên quan đến vấn đề đạo văn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác giả Chàng Vạn, từ bà nội trợ vô danh trở thành hiện tượng của văn học Mỹ. Cuộc sống nội trợ bận rộn với ba đứa con nhỏ. Stephanie Meyer sinh ngày 24 tháng 12 năm 1973 tại Hartford, Connecticut của Mỹ, là con thứ hai của Stephen và Candy Morgan trong một gia đình có 6 người con. 4 năm sau khi Meyer ra đời, gia đình bà chuyển đến sinh sống tại Phoenix, bang Arizona của Mỹ. Mặc dù cảm thấy lạc lõng giữa trường trung học Chaparral ở Scottsdale, bang Arizona, Meyer vẫn tỏ ra là một học sinh xuất sắc. Năm 1992, bà tốt nghiệp trung học với điểm số cao và giành được suất học bổng National Merit để theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Brigham Young ở Provo, bang Utah. Năm 1996, giữa những năm cấp 2 và cấp 3 tại Brigham Young, Meyer đã có cơ hội gặp lại người bạn thời thơ ấu là Christian Pancho Meyer. Họ đã sớm bắt đầu hẹn hò, kết hôn chưa đầy một năm sau đó khi Meyer mới 21 tuổi. Trước khi trở thành một tác giả, công việc chính của Meyer chỉ là nhân viên tiếp tân trong một công ty bất động sản. Mặc dù theo học ngành văn học Anh, song Meyer có rất ít kinh nghiệm viết lách. Bà đã cân nhắc đến việc theo học trường luật vì cảm thấy mình không có cơ hội trở thành nhà văn. Meyer tốt nghiệp chuyên ngành văn học Anh của Đại học Brigham Young năm 1997. Cùng năm đó, bà hạ sinh con trai đầu lòng là Gabe. Tiếp đó là sự ra đời của cậu con trai Seth và cô con gái Ellie. Những năm sau đó, Meyer thực sự đã trải qua một cuộc sống nội trợ bận rộn với ba đứa con nhỏ. Chàng Vạn, cuốn tiểu thuyết đến từ giấc mơ. Ở tuổi 32, Stephanie Meyer vẫn tiếp tục là một bà mẹ bình thường ngoan đạo, sống vô danh cùng chồng và ba đứa con ở thành phố Phoenix, bang Arizona, cho đến khi ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết Twilight, tạm dịch là Chàng Vạn, đến với bà một cách tình cờ. Đêm 2 tháng 6 năm 2003, bà nằm mơ thấy cuộc gặp gỡ của một cô gái trẻ và một chàng trai ma cà rồng trong rừng. Sáng hôm sau, Meyer nằm trên giường một lúc, suy nghĩ về giấc mơ trước khi dậy chuẩn bị cho những đứa trẻ đi học bơi. Sau đó, bà ngồi xuống và bắt đầu đặt bút viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời. Vốn bị ảnh hưởng bởi văn phong của tác giả như William Goldman, Orson Scott Card và Douglas Adams từ nhỏ, Meyer lao vào viết lách một cách điên cuồng, nhưng chẳng hề nói cho chồng và các con biết về những gì mình đang làm. Bà thường viết trong khi chồng và các con đã ngủ. Meyer bắt đầu viết về một cô gái mới lớn tên là Isabella Swan. Năm 17 tuổi, Bella chuyển nơi ở từ vùng Phoenix, Arizona đầy nắng đến vùng Forks, Washington ẩm ướt quanh năm để sống với cha của cô, cảnh sát trưởng Charlie, để cho mẹ cô bé có thể đi theo chồng mới của bà là một cầu thủ bóng chày ở giải cấp thấp. Tại Phoenix, vốn là một người khá cô đơn, ít tiếp xúc với mọi người nên Bella đã rất ngạc nhiên khi nhận được quá nhiều sự chú ý tại ngôi trường mới và nhanh chóng kết bạn với vài học sinh. Điều cô không ngờ tới, có một số chàng trai trong trường tìm cách làm quen với một Bella ngại ngùng ở ngôi trường mới này. Trong các buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, Bella ngồi kế bên Edward Cullen, nhưng cậu học sinh Edward dường như hoàn toàn khó chịu với sự có mặt của Bella. Thậm chí, cậu còn cố gắng thay đổi lịch học tránh mặt cô, khiến cho Bella hoàn toàn bối rối về thái độ đó của cậu. Sau khi nghe một người bạn Jacob Black kể về các truyền thuyết của bộ lạc da đỏ tại đây, Bella kết luận rằng Edward và gia đình của cậu chính là những con ma cà rồng. Mặc dù cô bị cậu ta thu hút một cách không thể lý giải được, sau đó Edward cũng tiết lộ cho Bella biết rằng ban đầu cậu tránh mặt Bella vì mùi máu của cô gợi cho cậu bản năng thèm khát. Qua thời gian, Edward và Bella đem lòng yêu nhau. Mối quan hệ tưởng chừng như hoàn hảo của họ bỗng nhiên gặp rắc rối khi một nhóm ma cà rồng khác lưu lạc đến Fox và James, một ma cà rồng săn người, quyết định săn đuổi Bella để thỏa mãn lòng vui thích. Gia đình bác sĩ Cullen đã lên kế hoạch làm sao lãng tên săn người này bằng cách chia tách Bella và Edward. Bella được gửi tới trốn tại một khách sạn ở Phoenix. Sau đó, Bella nhận được một cuộc gọi từ James cho biết rằng hắn đã bắt được mẹ của cô và Bella phải tự mình nộp cho James tại phòng tập khiêu vũ nơi cô từng học để cứu bà. Ngay khi nhận ra James đã cắn vào tay của Bella, Edward đã hút chất độc ra khỏi cơ thể cô trước khi nó lan tỏa và biến cô thành một con ma cà rồng.
Sau khi quay trở về Fox, Bella và Edward tham dự lễ hội cuối năm và Bella bày tỏ mong muốn trở thành một ma cà rồng vì cô muốn được sống bên Edward mãi mãi. Nhưng Edward từ chối điều đó bằng mọi giá. Từ bà nội trợ vô danh trở thành hiện tượng văn học Mỹ. Sau 3 tháng miệt mài với công việc viết lách, Stephanie Meyer hoàn thành tác phẩm dài 500 trang. Sau khi cho em gái của mình xem qua bản thảo, bà lập tức nhận được sự đồng tình và thích thú của người em gái với lời đề nghị thử xuất bản tác phẩm xuất sắc này. Meyer đã gửi bản thảo cho rất nhiều nhà xuất bản, tuy nhiên bà nhận về rất nhiều lời từ chối. Sau khi sử dụng lời khuyên lấy từ trang web của tác giả Janet Ivanovich, cuối cùng Meyer đã được liên lạc bởi đại lý văn học Roddy Rimmer. Rimmer và Meyer đã cùng làm việc với nhau để đánh bóng bản thảo và thay đổi đề đầu tiên của cuốn tiểu thuyết từ cái tên Fork trở thành tiêu đề Twilight như hiện tại. Sau đó cuốn sách nhanh chóng được trình bày cho các nhà xuất bản. Rồi một ngày khi đang chuẩn bị lên xe để đi đón con ở trường học về, Stephanie Meyer nhận được một cuộc điện thoại thay đổi đời nữ nhà văn. Cuộc điện thoại đó đến từ nhà xuất bản Little Brown, nơi đã đề nghị trả 750.000 đô la Mỹ để đặt hàng thêm 3 cuốn sách nữa của bà. Giải thích sự thành công chớp nhoáng của mình, bà Stephanie cho rằng vì nhân vật chính trong tiểu thuyết là một cô gái mới lớn rất đổi bình thường, không phải là một anh hùng. Điều này khác với nhiều nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết khác. Stephanie thừa nhận suy nghĩ của bà chịu ảnh hưởng của giáo phái Mormon mà cả hai vợ chồng bà là con chiên ngoan đạo. Cộng đồng nơi bà sinh sống cũng có rất nhiều cô gái ngoan hiền. Do đó, trong truyện của bà không có những chàng trai hay cô gái xấu nết, ngay những đứa con trai ngổ ngáo cũng có những mặt tốt. Tuy tác phẩm của bà có khá nhiều yếu tố kinh dị hay hồi hộp, nhưng nhìn chung thì phong cách vẫn là những câu chuyện tình lãng mạn. Bởi bản thân bà chưa từng xem qua phim Macaron và chỉ xem một số đoạn phỏng vấn Macaron trên TV. Ngoài ra bà cũng không thích xem phim kinh dị và những phim có cảnh bạo lực cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Thành công ngoài mong đợi của bộ tiểu thuyết Chạng Vạng. Chạng Vạng Twilight được xuất bản năm 2005 với số lượng bản in lên tới 75.000 bản. Các bản hợp đồng và sự kiện tại Changing Hands Bookstore ở Tempe, Arizona đã giúp gây sự chú ý cho cuốn sách của Meyer và làm tăng thêm sự nổi tiếng của bà. Một tháng sau khi phát hành, Chạng Vạng đạt vị trí thứ 5 trên danh sách bán chạy nhất của New York Times dành cho sách thiếu nhi. Sau đó, cuốn tiểu thuyết nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 và được dịch ra 20 thứ tiếng phát hành trên toàn cầu, trong đó bản tiếng Việt do nhà xuất bản Trẻ phát hành. Tiểu thuyết Chạng Vạng được mệnh danh là cuốn sách hay nhất trong tuần của các nhà xuất bản và là sự lựa chọn ưu tiên của biên tập viên tờ New York Times. Mặc dù thành công, song Chạng Vạng cũng được coi là cuốn sách thách thức nhất năm 2009 vì nó mô tả quá rõ ràng về tình dục, không phù hợp với lứa tuổi độc giả và vì các quan điểm tôn giáo mà một số trường học và thư viện đã được yêu cầu gỡ cuốn sách ra khỏi kệ của họ. Trong khi Chạng Vạng được xuất bản, Meyer đã phát thảo một câu chuyện cho phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết. Tuy nhiên, các nhà xuất bản mong muốn bà phát triển tiếp bộ tiểu thuyết khi hai nhân vật chính Bella và Edward bước vào trường đại học. Do đó, Meyer đã mở rộng câu chuyện thành một bộ với ba cuốn sách gồm New Moon 2006, Eclipse 2007 và Breaking Dawn 2008. Trong tuần đầu tiên sau khi xuất bản, New Moon đã đạt vị trí thứ 5 trong danh sách bán chạy nhất của Thời báo New York cho danh mục sách thiếu nhi. Một tuần sau đó thì cuốn tiểu thuyết đã vươn lên vị trí số 1 danh sách và duy trì vị thế này trong vòng suốt 11 tuần tiếp theo. Tính tới nay, cuốn sách đã có hơn 50 tuần nằm trong danh sách bán chạy của Thời báo New York. Tháng 5 năm 2007, Meyer đã tổ chức hai sự kiện quảng cáo tại một phòng tập thể dục của Đại học bang Arizona để kỷ niệm phiên bản đặc biệt của New Moon và phát hành cuốn sách tiếp theo của bộ truyện mang tên Eclipse, tạm dịch Nhật Thực. Tại sự kiện này, Meyer mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ máu, ký hơn 1.000 cuốn sách. Chiếc váy đỏ của Meyer sau đó được bán đấu giá với mức là 5.500 đô la tại buổi gây quỹ cho cuộc chiến đấu của một người bán sách với căn bệnh ung thư vú có tên là Project Book Babe. Sau khi phát hành Eclipse, bộ ba cuốn sách Chạng Vạng đã giành tổng cộng 143 tuần trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Phần thứ tư của loạt tiểu thuyết Chạng Vạng với tên Breaking Dawn được phát hành năm 2008 với số lượng bản in ban đầu 3,7 triệu bản, trong đó hơn 1,3 triệu bản đã được bán hết vào ngày đầu tiên. Thành công từ cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong bộ truyện giúp Meyer đoạt giải thưởng British Book cho sách thiếu nhi của năm. Năm 2009, Stephanie Meyer đứng vị trí thứ 26 trong danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới của Forbes.
Cùng năm đó, Meyer đã được xếp thứ 5 trong danh sách những người phụ nữ có thu nhập cao nhất Hollywood do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2010, tạp chí này lại tiếp tục xếp bà vào danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất với thu nhập hàng năm khoảng 40 triệu đô la. Vấn đề liên quan đến cáo buộc đạo văn. Năm 2009, Jordan Scott, một nhà văn không tên tuổi, đã lên kế hoạch kiện Stephanie Meyer tội đạo văn. Theo cáo buộc của Jordan, Meyer đã sao chép nhiều đoạn trong cuốn tiểu thuyết The Nocturne của cô và sử dụng lại ở bộ truyện Breaking Dawn. Breaking Dawn là quyển thứ tư trong bộ truyện gồm 4 quyển chạng vạng của Stephanie Meyer, bao gồm Twilight, tức là chạng vạng, New Moon, trăng non, Eclipse, nhật thực và Breaking Dawn, được xuất bản năm 2008. Ở phần này, hai nhân vật chính là Edward Cullen và Bella Swan đã kết hôn, Bella mang thai và biến thành Macaron. J. Craig Williams, người đại diện của Jordan Scott, cho biết mặc dù giữa những đoạn bị cho là sao chép có rất ít từ giống y hệt nhau, nhưng về cơ bản hai cuốn sách có cùng cốt truyện. Trong một lá thư gửi cho Hachette Book Group, nhà xuất bản của chàng vạn, ông đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai cuốn sách bao gồm chi tiết đám cưới của hai nhân vật chính, cảnh họ ân ái trên biển và đoạn miêu tả sự chuyển mình của nhân vật nữ chính từ người bình thường thành ma cà rồng. Thêm vào đó là các lời thoại khi cả hai nhân vật nam chính đều gọi vợ mình là tình yêu. Williams cũng cho biết rằng Scott đã viết The Nocturne khi còn là một học sinh trung học và cuốn sách về ma cà rồng này đã được xuất bản 2006. Trong thời gian viết sách, Jordan Scott đã đăng tải một số chương lên mạng và cô không hề có ý định đòi tiền bồi thường mà chỉ muốn làm rõ những vi phạm, đồng thời kêu gọi độc giả nên tìm đọc cả hai cuốn sách để đưa ra phán xét khách quan nhất. Qua quá trình thẩm tra, thì phía Hachette Book Group tuyên bố là bộ truyện về ma cà rồng hoàn toàn là công sức sáng tạo của Meyer và nữ nhà văn không hề biết gì về cuốn The Nocturne theo như lời cáo buộc. Đồng thời, nhà xuất bản này cũng chia sẻ rằng họ không quá ngạc nhiên nếu có một người nào đó muốn dựa hơi bộ tiểu thuyết chạng vạng để được nổi tiếng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!